kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu là phần bản tin văn hóa với một số thông tin đáng chú ý như sau. Tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng trên một trường hợp qua đời đưa đi hỏa táng. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tổ chức chương trình lưu giữ hồn quê tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Thôn Bối Khê, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi xã hội hóa tôn tạo giếng làng, xây vườn hoa, sân chơi. Ô nhiễm sông thôn Hào Xuyên, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ. Nhà văn hóa thôn nơi thiếu, nơi có thì hoạt động không hiệu quả và kinh nghiệm hoạt động hiệu quả của một số nơi là phóng sự trong một góc nhìn văn hóa. Cuối chương trình trong mục tinh hoa phố Huyến, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Tống Chân. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mỗi trường hợp qua đời được đưa đi hỏa táng có hộ khẩu tại Hưng Yên sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng là nội dung nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 16 thông qua tại kỳ họp thứ 7. Nghị quyết được thông qua trên cơ sở tờ trình số 141 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2022. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là hộ gia đình, cá nhân, là thân nhân của người chết, trực tiếp lo việc hỏa táng cho người chết có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hưng Yên. Mức hỗ trợ là 5 triệu đồng một ca hỏa táng. Riêng người chết thuộc hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng trên một ca hỏa táng. Đối với các cơ quan, tổ chức trực tiếp lo việc hỏa táng cho người vô gia cư, lang thang, cơ nhỡ, người cao tuổi không nơi nương tựa, không có người thân sẽ được hỗ trợ 12 triệu đồng trên một ca hỏa táng. Việc ban hành chính sách hỗ trợ này là cần thiết, phù hợp nhằm thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang theo tinh thần chỉ thị số 05 ngày 9 tháng 2 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Chính sách hỗ trợ hỏa táng của tỉnh ta sẽ có hiệu lực từ năm 2019. Chương trình sân chơi lưu giữ hồn quê tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ đến với thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Hai làng văn hóa Minh Khai và Ngô Xuyên sẽ đem đến cho khán giả những tiết mục rất hấp dẫn. Mở đầu chương trình là màn chống hội đặc sắc và sôi động của đội chống An Khoái thôn Minh Khai. Phần thi kể chuyện làng tôi thông qua làn điệu chèo mượt mà đằm thắm Minh Khai đổi mới và làn điệu chống quân kết hợp quan họ sâu lắng Ngô Xuyên phong cảnh hữu tình. Hai đội đã giới thiệu ca ngợi nét đẹp và truyền thống văn hóa của đất và người thị trấn Như Quỳnh. Phần thi khéo tay hai nghề, hai làng Minh Khai và Ngô Xuyên đã thể hiện sự khéo léo của mình để tạo nên những chiếc bánh âm thơm ngon. Đây là loại bánh truyền thống của thị trấn Như Quỳnh. Trong phần thi lưu giữ hồn quê, hai đội chơi đã diễn tiểu phẩm đề cập đến những vấn đề nóng đang được quan tâm tại địa phương mình, đó là sản xuất kinh doanh, song cần phải bảo vệ môi trường sống và vấn đề uống rượu khi tham gia giao thông. Ba trò chơi dân gian vui khỏe, ngậm muỗng truyền tranh, nhảy ba bố và kéo co ở cuối chương trình sẽ mang đến cho quý vị khán giả truyền hình những tràng cười sảng khoái. Chương trình lưu giữ hồn quê tại thị trấn Như Quỳnh sẽ được phát sóng vào lúc 10 giờ và 22 giờ 20 phút ngày Chủ nhật 23 tháng 12 trên kênh truyền hình Hưng Yên. Chương trình còn được phát sóng trên trang fanpage Facebook Tin tức Hưng Yên 24/7 và trên trang YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kính mời quý vị và khán giả cùng đón xem. Câu lạc bộ Văn hóa Vui khỏe huyện Ân Thi đã tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng mừng Xuân. Hơn 200 hội viên đến từ 18 câu lạc bộ người cao tuổi trong huyện và 2 câu lạc bộ của huyện Yên Mỹ và huyện Khói Châu đã mang đến buổi giao lưu các màn đồng diễn thể dục dưỡng sinh, thức vũ kinh, múa quạt hết sức ấn tượng, thể hiện sự tập luyện kiên trì, bài bản công phu của các hội viên, giúp các hội viên sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Cùng với các màn đồng diễn thể dục, các hội viên đã trình diễn gần 20 tiết mục văn nghệ đặc sắc được dàn dựng công phu với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, những đổi thay của quê hương Ân Thi sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Cùng với tổ chức đồng diễn thể dục, biểu diễn văn nghệ, các câu lạc bộ còn cùng nhau tranh tài ở các môn thi đấu bóng chuyền hơi nam nữ. Các trận đấu đã diễn ra sôi nổi, kịch tính và hấp dẫn. Đình làng Hạ Đồng, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ là nơi thờ cửa ải thần Hoàng Vũ Quân Thượng Đẳng Phúc Thần Đại Vương, là người đã có công diệt giặc Thục thời Hùng Duệ Vương. Hiện nay, trong đình còn lưu giữ được hai sắc phong, cỗ ngai và bát hương cổ. Đình được xây dựng giữa thế kỷ 19, cuối năm 1960. Do sự tàn phá của bão lụt, ngôi đình đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng. Thể theo nguyện vọng của nhân dân trong thôn, đình đã được phục dựng lại với diện tích hơn 200 m². Đình có kết cấu kiểu chữ đinh, gồm 3 gian, 2 dĩ,
tổng kinh phí xây dựng hơn 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đều do gần 600 nhân khẩu trong thôn và các nhà hảo tâm, con em xa quê đóng góp. Nhằm bảo tồn lưu giữ công trình giếng cổ tại địa phương đã bị hư hại bởi thời gian mưa nắng, đồng thời tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cho làng quê. Đầu năm 2018, nhân dân thôn Bối Khê, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi và những người con xa quê đã xã hội hóa 700 triệu đồng để tiến hành tôn tạo giếng làng, xây vườn hoa và sân chơi. Đến tháng 7 vừa qua, các công trình trên đã hoàn thành, giếng làng đã được nạo vét, xây kè và tường bao, khuôn viên giếng được lát gạch, trồng cây và hoa. Nhân dân còn tài trợ nhiều ghế đá đặt xung quanh giếng. Đây đã trở thành địa điểm yêu thích của nhân dân trong thôn đến vui chơi, ngắm cảnh. Sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân thôn Bối Khê, xã Bãi Sậy trong việc tôn tạo giếng làng đã thể hiện ý thức gìn giữ các công trình cộng đồng cũng như làm đẹp cảnh quan và bảo vệ môi trường nơi mình sinh sống. Hiện nay, sông Bắc Hưng Hải, đoạn qua đường 200 vào thôn Hào Xuyên, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, hay còn gọi là cầu Làng Lá, đang bị ô nhiễm nặng do rác thải sinh hoạt được đổ tràn lan xuống sông. Hai bên cầu rác thải bốc mùi hôi thối nồng nặc, rất khó chịu. Phần lớn là rác thải sinh hoạt, túi ni lông, hoa quả thối do người dân sống gần đó đổ xuống. Vì nước đang cạn nên toàn bộ rác ứ động suốt một thời gian dài dưới lòng sông. Thêm vào đó là rác ở các nơi khác trôi về, bị động lại lên càng ùn ứ. Tình trạng đổ rác thải bừa bãi gây mất mỹ quan, khiến ven tuyến sông này ngày một ô nhiễm. Theo nhiều người dân địa phương phản ánh, vào những ngày gió, mỗi khi đi ngang qua khu vực này, mùi rác thải xú uế bốc lên rất khó chịu. Tình trạng này đã diễn ra một thời gian dài mà chưa được xử lý. Đề nghị chính quyền địa phương mau chóng xử lý, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xả rác đúng nơi quy định để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, đất và nguồn nước. Nhà văn hóa thôn khu phố là tiêu chí cứng trong việc xét công nhận làng văn hóa và xã nông thôn mới. Tuy nhiên, không phải cứ có nhà văn hóa là đã phát huy được tác dụng. Nơi có nhu cầu sinh hoạt cộng đồng thì thiếu nhà văn hóa, còn nơi xây dựng khang trang thì lại bỏ không. Phóng sự Góc nhìn văn hóa kỳ này sẽ đề cập đến vấn đề trên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, cả năm thôn đều chưa có nhà văn hóa. Xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, 3/3 thôn chưa có nhà văn hóa. Hay cả 4 thôn thuộc xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ đến nay cũng đều chưa có nhà văn hóa. Đặc biệt, ở thôn Lực Điền, xã Minh Châu, việc sinh hoạt của dân thường xuyên diễn ra tại nhà trưởng thôn từ nhiều năm nay. Điều này gây rất nhiều khó khăn và bất tiện cho cán bộ và nhân dân địa phương khi có công việc chung. Với mức độ đảng viên trong chi bộ là 38 đồng chí, đấy thì cứ phải về coi nhà đồng chí, coi nhà bí thư đấy, hoặc là trưởng thôn để sinh hoạt. Thế còn coi là sinh hoạt coi là chung trong cộng đồng dân cư đấy, trên 100 người thì là phải lợi dụng dựa vào các lúc mà coi nhà hôm mà coi là các cháu mẫu giáo nhà trẻ nghỉ thì mới coi là có địa điểm để sinh hoạt. Bên cạnh việc thiếu nhà văn hóa thì nhà văn hóa kém phát huy hiệu quả cũng là tình trạng chung ở nhiều địa phương hiện nay. Có địa phương nhà văn hóa thôn xuống cấp, bên trong bừa bộn. Nhà văn hóa thôn Lại Trạch, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ là một ví dụ. Thậm chí sân nhà văn hóa thôn cũng bỏ không vì không có người chơi thể thao như các địa phương khác mà được một số hộ dân tận dụng phơi miếng rong. Có những ngày hội ngày hè thì chúng tôi cũng đến mà đại ý là cũng không được nhiều lắm. Cái nhà văn hóa này nó quá xuống cấp rồi. Em mà nó trẻ thì nó đi làm công ty, thế còn giờ chỉ còn có những lứa tuổi già như chúng tôi, các cựu chiến binh rồi là những đoàn thể khác thì người ta đến thôi. Đấy thì đến bây giờ nếu cái nhà văn hóa này nó khoảng tầm độ 50 mét vuông thì để mà sinh hoạt cho 728 khẩu dân thì chắc không đủ được. Đến bây giờ nó rất là khó cho nhân dân thôn Lại Trạch. Nếu vốn đối ứng bây giờ 1 tỷ thì như thôn to thì thế nào cũng được, nhưng mà thôn nhỏ mà để chia ra đấy, chia đầu người ấy, thì nó hơi cao, nó khoảng 1,5 triệu một đầu người. Nhà tớ là 7 người đi thì nó sẽ phải nộp mất hơn 10 triệu. Thì là theo cái nghị quyết của chi bộ và ban lãnh đạo thôn thì chúng tôi đã khóa cho văn hóa và dần dần sẽ triệt để không để nhà văn hóa cho các hộ dân sử dụng. Để phát huy hết vai trò, hiệu quả của nhà văn hóa thôn, thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ đã biết lồng ghép nhiều hoạt động khác tại nhà văn hóa. Bên cạnh việc sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thôn cũng động viên các đoàn thể, các gia đình tổ chức đám cưới cho con em mình tại nhà văn hóa theo hướng văn minh tiết kiệm.
vào mỗi mùa cưới, nhà văn hóa thôn lại là khán phòng chứng kiến cho hàng chục đôi uyên ương lên vợ thành chồng. Đây là việc làm có ý nghĩa mà toàn thị trấn Yên Mỹ đang thực hiện. Nó vừa giảm các chi phí cho lễ cưới, vừa vui tươi lành mạnh và hạn chế việc các hộ dân bắc giạp cưới lấn đường làm ách tắc giao thông. Trên địa bàn của các thôn thì mượn cái địa điểm tổ chức ở nhà văn hóa, thứ nhất là vừa có cái nơi sân khấu để tổ chức các cái nội dung văn nghệ, cái thứ hai nữa là có cái nơi để xe cho khách đến dự đám cưới. Do vậy là cái này tôi thấy nó cũng rất là phù hợp. Và hai là nếu như mà các hộ gia đình người ta chật, người ta không có địa điểm tổ chức cái đám cưới thì người ta lại mượn các cái nhà dân hoặc là tổ chức ở bắc ra ngoài đường, thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến vấn đề đi lại của nhân dân và đặc biệt là vấn đề an toàn giao thông trên địa bàn. Sinh hoạt tâm linh, hội hè, hát sướng diễn ra ở đình làng là truyền thống từ bao đời. Vì vậy, để giải quyết tình thế hiện tại chưa có nhà văn hóa thôn, thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm chọn cách làm khác biệt là xây dựng đình làng với khuôn viên rộng rãi, làm nơi sinh hoạt, hội họp và vui chơi thể thao rất sôi nổi, nhộn nhịp. Cũng cùng một thiết chế văn hóa, nhưng nơi thì nhộn nhịp, chỗ lại im lìm. Phải chăng ở mỗi điểm nhà văn hóa lại có sự khác biệt về tính năng, tác dụng? Chăm lo đời sống tinh thần cho người dân thông qua các hoạt động văn hóa, cụ thể là xây dựng hệ thống nhà văn hóa thôn, xã là việc cần làm. Điều đó góp phần vào việc duy trì bản sắc văn hóa của dân tộc, cũng như các tác động tích cực đối với tình hình văn hóa xã hội tại mỗi địa phương. Tuy nhiên, làm như thế nào, tổ chức ra sao để nhà văn hóa thật sự phát huy tác dụng là vấn đề cần đặt ra cho mỗi địa phương để những nơi sinh hoạt cộng đồng thật sự có ích cho nhân dân. Dọc theo triển đê từ thành phố Hưng Yên xuôi về phía đông, qua những lũy tre xanh, đầm sen thơm ngát, bãi ngô, bãi dâu xanh biếc, từ xa, du khách dễ dàng nhận ra giữa cánh đồng mênh mông lúa, một vùng cây cối xanh mát bao quanh lấy ngôi đền. Đó là nơi thờ Thượng Đẳng Tối Linh Phụ Quốc Tống Chân Đại Vương. Đền thờ Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Tống Chân được xây dựng tại thôn An Cầu, xã Tống Chân, huyện Phù Cừ. Về thăm di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Tống Chân, du khách dường như được tách biệt ra khỏi trần tục của đời thường để đắm mình vào truyền thuyết về mối tình nàng Cúc Hoa và chàng thư sinh nghèo Tống Chân, cũng như được tìm hiểu về cuộc đời của vị Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Câu chuyện sẽ còn được lưu truyền muôn đời về ân tình, nhân nghĩa của người Hưng Yên nói riêng và người Việt Nam nói chung. Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Tống Chân là vị thần được thờ tại đền Tống Chân. Đây là một vị thần khá đặc biệt bởi ông sống sinh động trong nhiều trang sách, trong tâm thức và trong cả những sinh hoạt văn hóa dân gian rất đa dạng của người dân. Từ ông tỏa ra biết bao ánh sáng của văn hóa dân gian lung linh tươi đẹp. Cũng từ ông mà nơi này thì khẳng định là nhân vật lịch sử có thật, nơi kia lại cho rằng ông là nhân vật giả sử, là nhân vật trong truyền thuyết. Nhưng có một điều không thể phủ nhận được, từ trong sâu thẳm tâm hồn và trí nhớ của người dân nơi đây thì những câu chuyện về cuộc đời, công tích, hành trạng của ông vẫn mãi tỏa sáng và trở thành biểu tượng cho con người nơi đây. Tương truyền, vào thời Trần, ở xã An Đô, Tổng Võng Phan, huyện Phủ Dung, có một người họ Tống tên gọi Thiệu Công thuộc dòng dõi Thi Thư. Trong gia đình rất hiếu đễ, ngoài xã hội khoan hòa, Tống Thiệu Công lấy vợ người xã Phủ Oanh cùng huyện tên là Đào Thị Cuông. Vợ chồng sống rất nhân từ, tu nhân tích đức hay làm điều thiện. Bà Đào Thị Cuông có thai 11 tháng mới sinh một cậu bé khôi ngô, tuấn tú vào ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ. Lên 3 tuổi, cậu bé đã rất giỏi âm luật, cha mẹ rất yêu thương nên đặt tên là Chân. Tống Chân lên 5 tuổi đã có khí chất thông minh, thiên tư sáng suốt, học 1 biết 10. Đến năm 7 tuổi, vua Lý Nam Đế mở khoa thi để tuyển chọn nhân tài. Và đến ngày 29 tháng 9, Tống Chân vào kinh ứng thí, cả 3 kỳ đều đỗ thủ khoa. Đến ngày 1 tháng 2 năm Quý Sửu,
ông Đỗ đệ nhất Giáp Cập đệ đệ nhất danh, tức Trạng Nguyên. Vua khen rằng: "Quốc sĩ vô song, tướng tài quả nhị." Nghĩa là kẻ sĩ cả nước chỉ có một Tống Chân, tướng tài không có người thứ hai. Ngày mùng 10 tháng 4, vua ban cho cờ biển 1.000 vuông gấm và 10 đĩnh vàng cho về vinh quy bái tổ. Trở về làng bái yết tổ tông, thăm hai bên nội ngoại, khao vọng làng trong một tháng rồi cưới nàng Cúc Hoa làm vợ. Tống Chân làm nhà ở làng Phù Oanh cho vợ trông coi rồi trở lại kinh thành. Trở lại kinh thành, Tống Chân được vua cử ngài đi sứ Bắc Quốc. Vua Trung Quốc đã dùng nhiều cách để thử tài Quan Trạng, nhưng Quan Trạng đều ứng đối rất trôi chảy, xử thế mưu trí. Vì thế, vua Trung Quốc khen ông là nhân tài thứ nhất trong 18 nước chư hầu và phong là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, tức là Trạng Nguyên của hai nước. Vua Tàu muốn gả con gái cho, nhưng Tống Chân từ chối, vì thế bị giam trong chùa Linh Long 100 ngày, không cho thức ăn nước uống. Ở đây thì Quan Trạng đã nảy ra sáng kiến là bẻ ăn tượng Phật bằng chè lam và uống nước lã. Vì thế một lần nữa vua Trung Quốc rất phục tài ông và phong là Phụ Quốc Thượng Tể Đầu Nam Tống Đại Vương. Quả thực 7 tuổi Trạng Nguyên lừng đất Việt, 10 năm khí tiết khiết trời Ngô. Tống Chân ngoài 60 tuổi mới dâng biểu cáo quan về quê dạy học. Cúc Hoa không có con, lại mắc chứng bệnh đau bụng, 3 hôm sau thì mất, ngày mùng 3 tháng 3. 5 năm sau, Tống Chân bị chứng bệnh mã đao, tức là hạch ở cổ, và mất ngày mùng 5 tháng 5 năm Tân Hợi. Được tin, triều đình đã cho sứ thần mang sắc chỉ và vàng bạc về địa phương, cùng nhân dân xây dựng đền miếu để tôn thờ ông. Ngài được phong sắc Thượng Đẳng Tối Linh Phụ Quốc Tống Chân Đại Vương, và về sau được truy phong làm Thượng Đẳng Phúc Thần. Cùng với câu chuyện Tống Chân Cúc Hoa, di tích thờ Tống Chân Cúc Hoa còn là cơ sở cách mạng. Sau khi giành chính quyền huyện Phù Cừ, tháng 9 năm 1945, cán bộ Việt Minh đã tổ chức meeting tại đền để tuyên thệ quyết tâm bảo vệ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đền Tống Chân bao gồm 5 gian tiền tế, 3 gian trung tử và 1 gian hậu cung. Kiến trúc đền khá đơn giản, tại di tích còn lưu giữ được 11 sắc phong, 1 thần phả, 1 thần tích và nhiều đồ tế tự cổ khác. Ngoài ra, trên các kiến trúc của đền còn có nhiều bức hoành phi câu đối và các bức châm thư cổ ca ngợi Tống Chân và mảnh đất địa linh đã sinh ra nhân kiệt cho quê hương đất nước. 3 gian cung cấm phía trong đền, nơi đặt long ngai, bài vị, bát hương, tượng thần Tống Chân lúc về già. Cung cấm là nơi thâm nghiêm, trang trọng, dành cho nơi ngự của thần linh. Chính vì vậy mà ngày thường luôn luôn đóng cửa, chỉ có ngày lễ, dịp lễ hội mới được mở cửa. Nói tới di tích đền Tống Chân, không thể không nói tới cụm di tích đền thờ Phủ Anh Công Chúa, nơi thờ Cúc Hoa, vợ Tống Chân. Theo thần tích, Cúc Hoa không có con, bị chứng đau bụng, hóa vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Tống Chân lập lăng thờ vợ ở làng Phủ Oanh, xã Minh Tiến, cách đền Tống Chân khoảng 1,5 km. Bà được dân làng kính trọng, tôn thờ là Thành Hoàng làng. Khi ấy, nhà vua lấy làm nể trọng cả hai vợ chồng. Khi Tống Chân mất ngày mùng 5 tháng 5 năm Tân Hợi, vua phong là Thượng Đẳng Tối Linh Phụ Quốc Tống Chân Đại Vương, phong Cúc Hoa là Phủ Anh Công Chúa. Đây là ngôi đền thiêng, dân gian gọi là Miếu Chúa. Tương truyền, hàng năm vào 30 Tết, người ta thường thấy hàng trăm, hàng ngàn ngọn đuốc bay lả là từ thôn Diềm Xá, xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ về làng An Cầu, sáng bừng quanh đền Trạng sang chùa Bà, bay lên Miếu Chúa rồi tắt. Người thì cho đó là ngọn đuốc của quân sĩ Tống Chân về cứu Cúc Hoa, người thì cho đó là sự linh ứng, chứng tỏ tấm lòng thủy chung, hiếu nghĩa của nàng. Cho nên, mỗi khi mở hội đền Tống Chân xưa, dân làng thường tổ chức lễ rước quân đèn. Đền Phượng Hoàng ở thôn Phú Anh, xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, thờ phu nhân của Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Tống Chân đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1991. Hàng năm người dân mở hội từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch để tưởng nhớ tới ngày mất của ngài. Và lễ hội thì mang đậm đà bản sắc văn hóa của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Đền thờ Hoàng Bà có kiến trúc đẹp, tuy nhiên nhiều hạng mục đã bị xuống cấp và gãy đổ. Ngôi đền cũng không có hạng mục phụ trợ khác nên bất tiện cho du khách hành hương cũng như nhân dân địa phương hành lễ vào những dịp tuần rằm. Địa phương chúng tôi thực ra cái nguồn vốn cũng không có, sự đóng góp của con nhân dân cũng chỉ có mức độ về công đức ở tại đây. Thì cũng trân trọng đề nghị là các cấp lãnh đạo từ huyện đến tỉnh với Bộ Văn hóa là cũng quan tâm đến cái di tích lịch sử cấp quốc gia của Minh Tiến này để mang cái tầm chung cả cho những du khách, được đón các du khách về tham quan với lễ hội Đền Phượng Hoàng của chúng tôi. Vào cuối xuân sang hè, về xã Tống Chân, chúng ta sẽ được hòa mình vào không gian lễ hội làng, một không gian văn hóa vừa linh thiêng và cũng đầy mộng mơ. Ngoài ra còn là cơ hội để khám phá thêm về truyền thuyết Tống Chân Cúc Hoa và không gian làng xã Việt Nam, tìm hiểu thêm về cụm di tích lịch sử văn hóa của địa phương như đền Lê Xá và chùa Trà Dương. Đây cũng là lễ hội lớn nhất của huyện Phù Cừ, được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 4 âm lịch. Trong đó, ngày 13 và 14 tháng 4 là ngày chính hội. Ngày 13 tháng 4 tiến hành rước kiệu từ các đền, chùa trong làng. Trong ngày chính hội, dân làng rước kiệu quan trạng đi vòng quanh làng với đoàn tùy tùng, cờ xí, võng lọng, trông rất uy nghi. Và đến ngày 14 tháng 6 lại rước kiệu về các đình, đền, chùa để an vị. Ngày 17 tháng 4 làm lễ bế hội. Những năm gần đây, các ngành chức năng của tỉnh, nhất là ngành văn hóa, thể thao và du lịch, đã và đang lên các phương án nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đền Tống Chân, cũng như không gian lễ hội của địa phương, để tương lai, đền Tống Chân sẽ là địa chỉ du lịch hấp dẫn của du khách gần xa. Tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.